khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 26: Phật Bồ Tát không dùng thần thông truyền pháp. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, đây là một vị đại đức đương đại. Ông thông tông, thông giáo, hiển mật, viên dung, chân thật là khó được. Vì lão nhân này chuyên khuyên người niệm Phật. Ông là Kim Cang Thượng Sư của Mật Tông. Ông không truyền mật, ông chỉ truyền tịnh độ. Lão Hoàng nói với tôi, không luận là hiển giáo, mật giáo, có được khai ngộ hay không vậy? Được định thì còn có thể. Được định phải nên biết, định có thế gian thiền định, có xuất thế gian thiền định, không hề giống nhau. Thế gian thiền định tu thành rồi, đi đến nơi nào vậy? Đi đến trời sắc giới, tứ thiền bát định, sanh trời sắc giới, vô sắc giới. Chưa ra khỏi sáu cõi, muốn ra khỏi sáu cõi phải tu xuất thế gian thiền định. E rằng ở vào hiện tại, không có được cái trình độ này. Loại thường thức này cần phải nên biết. Có một số người ngồi thiền vào định. Khi vừa vào định thì là 10 ngày, đến nửa tháng, hoặc giả là 1 tháng, 2 tháng. Họ ngồi nơi đó như bất động. Họ cũng không ăn, cũng không uống. Đợi họ sau khi xuất định rồi, nói với họ, cảm giác của họ dường như chỉ có mấy phút mà thôi. Trên thực tế là đã 10 ngày hay nửa tháng rồi. Đó là đã vào một thời không của tầng không gian khác. Thời không duy thứ không giống. Có rất nhiều người không biết, xem thấy người vào định rồi thì cho rằng con người này đã đắc đạo rồi. Không phải vậy. Cách được đạo rất xa, chứng đạo thì còn kém xa nữa. Cho nên đối với Phật Pháp, nếu bạn không thông, rất dễ tạo thành hiểu lầm. Có một số người có tu hành, cũng có người mang đến từ đời trước. Người hiện tại gọi là công năng đặc dị. Trong Phật Pháp gọi là thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, cao hơn một chút là tha tâm thông, túc mạng thông. Người có loại công năng này có phải đã chứng quả hay không vậy? Cũng không phải. Bạn không hiểu Phật Pháp, bạn không cách gì phân biệt được. Xem thấy những người thần kỳ này thì cho họ là Phật sống tái lai. Sai rồi. Chư Phật Bồ Tát, A-la-hán đều có thần thông mà không dùng đến. Tại vì sao không dùng thần thông để truyền pháp? Bởi vì yêu ma quỷ quái đều có thần thông. Ngoài lậu tận thông ra, họ thấy đều có hết. Như vậy có thể thấy được chánh pháp cùng tà pháp, bạn không cách gì phân biệt được. Phật dùng giảng kinh dạy học, yêu ma quỷ quái họ không biết làm việc này. Biết biến phép thuật, biến ma thuật thì họ biết. Giảng kinh nói pháp thì họ không biết. Cho nên Phật dùng phương pháp giáo học để giáo hóa chúng sinh, không dùng thần thông. Thần thông thỉnh thoảng dùng làm bổ trợ thì được, không thể dùng nó để làm phương thức giáo học chủ yếu. Không thể được. Việc này chúng ta không thể không biết. A-di-đà-phật.
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.